Aquí. Chào các bạn nhé. Thì dạo gần đây có một số bạn mua hàng ở trên app LKR Dan thì gặp phải cái tình trạng đó là không thể thanh toán được. Thì đây các bạn có thể nhìn một số cái tài khoản mà bị hạn chế, thì nó sẽ hiện những cái dòng như thế này khi các bạn tiến hành thanh toán. Đó, nó sẽ hiện là các bạn không thể mua hàng, cũng như là các bạn đã xảy ra lỗi, các bạn hãy liên hệ với LKR Dan, vân vân và mây mây. Thì cái lỗi này gọi là gì? Cái lỗi này đó là cái tài khoản của bạn đã bị cho vào cái danh sách hạn chế mua hàng của LKR Dan. Thì tại sao cái tài khoản lại bị rơi vào cái danh sách đó? Thì nó có một số cái nguyên nhân như sau. Thì một là các bạn thay đổi địa chỉ, hai là các bạn nhập cái xác minh địa chỉ, xác minh danh tính của bạn không chính xác, ba là các bạn chưa xác minh cái danh tính thông qua thẻ ngoại kiều của bạn, nên nó rất dễ xảy ra cái tình trạng tài khoản bị cho vào danh sách hạn chế. Thì làm sao để giải quyết cái vấn đề này? Thì mọi vấn đề ở trên LKR Dan ấy, họ sẽ yêu cầu các bạn gửi email cho họ để họ giải quyết. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gửi mail cho LKR Dan, làm thế nào để gửi mail và họ trả lời, cũng như là họ giải quyết cái vấn đề này cho các bạn. Bởi vì không phải là các bạn cứ gửi mail là LKR Dan sẽ trả lời cũng như là giải quyết cho các bạn. Các bạn phải gửi cái nội dung nó đúng và phù hợp ngôn ngữ. Phù hợp ngôn ngữ ở đây là gì? Các bạn phải dùng gọi là những cái từ lịch sự, chứ không phải là các bạn kiểu nói chuyện nhắn tin cho người ta trống không. Thì trong chính sách của họ cũng đã nói rồi, họ không giải quyết những cái kiểu trả lời những cái tin nhắn kiểu không được lịch sự ấy. Cho nên là các bạn phải nhắn tin một cách rất là lịch sự với họ thì họ sẽ trả lời cho bạn. Thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách giải quyết khi mà các bạn rơi vào cái tình trạng không thể mua hàng như mình đã nói ở trên nhé. Thì đầu tiên các bạn vào email, các bạn soạn cho mình một cái mail như thế này. Thì ở cái phần nội dung tin nhắn các thứ thì mình sẽ để ở phần mô tả của video, các bạn chỉ việc copy vào và dán vào trong cái mục mail này và gửi cho LKR Dan là được nhé. Thì đầu tiên đây là cái địa chỉ email của LKR Dan, đó là info@lkrdan.com. Thì ở cái phần tiêu đề thì bạn ghi cho mình là tài khoản bị hạn chế. Ở phần dưới thì các bạn hiểu đơn giản đó là xin hãy giúp tôi, cái tài khoản của tôi là hiện tại là không thể mua hàng được, có vẻ nó đã bị hạn chế vì một số cái lý do nào đó, thì xin hãy xóa bỏ cái hạn chế đó giúp tôi, tôi xin cảm ơn. Đó là cái phần nội dung mà mình sẽ gửi cho LKR Dan. Sau khi gửi tin nhắn này xong thì LKR Dan sẽ trả lời cho bạn một cái tin nhắn như ở trên màn hình các bạn thấy. Thì nội dung tin nhắn đại khái đó là vì cái lý do bảo mật và an toàn ấy, nên là họ sẽ đưa tài khoản này vào trong cái tài khoản hạn chế. Thì để mở khóa ấy, thì các bạn thì người ta yêu cầu bạn là truy cập vào đường link này để xác minh danh tính thông qua cái thẻ ngoại kiều của bạn. Thì lời khuyên của mình cho bạn đó là các bạn không nên ấn vào đây vội. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi các bạn ấn vào đây thì nó sẽ chuyển cho bạn đến cái mục xác minh tài khoản thông qua cái chụp ảnh thẻ ngoại kiều của bạn ấy. Thì nếu mà cái thông tin trên thẻ ngoại kiều cũng như là cái thông tin mà các bạn điền ở trên app nó không giống nhau thì cái việc xác minh danh tính này sẽ thất bại và các bạn sẽ không được mở khóa tài khoản. Và ở dòng cuối này thì họ cũng ghi là khi mà nhận được tin nhắn báo là xác minh danh tính thành công thì hãy gửi tin nhắn lại cho họ. Thì bây giờ ấy, thì chúng ta sẽ phải vào app LKR Dan. Rồi bây giờ mình sẽ vào app LKR Dan nhé.
Thì bây giờ các bạn sẽ vào mục My Page. Đây, thì ở đây các bạn thấy là tài khoản của mình thì đã xác minh danh tính rồi. Các bạn nhìn thấy cái dòng chữ ở dưới cái phần tên của mình không? Nó ghi là Hồng Jin Cạc Cư Ninh Dự, nghĩa là cái tài khoản của mình đã được xác minh danh tính thành công. Thì nếu đối với những cái tài khoản nào mà chưa xác minh danh tính thì nó sẽ hiện cái dòng chữ là hãy xác minh danh tính ở đây, và nó hiện một dòng chữ kiểu bị, nó sẽ hiện mờ đi, nó không rõ như hiện như cái tài khoản mình đã xác minh danh tính rồi. Thì trước tiên thì các bạn vào phần menu này, thì ở phần mục cái phần thông tin khách hàng này, thì ở phần dưới nó có cái phần là địa chỉ cũng như là cái phần thông tin của mình. Thì các bạn ghi tên cũng như là ngày tháng năm sinh trùng khớp với cái thẻ ngoại kiều của các bạn. Đây, như tên của mình và ngày tháng năm sinh. Xong, khi các bạn ghi xong thì các bạn chuyển đến cái phần thứ hai là cái địa chỉ gửi và nhận hàng của các bạn. Thì các bạn điền đầy đủ cái địa chỉ của các bạn vào. Sau khi điền xong, xác nhận xong thì các bạn quay ra. Thì mình lưu ý là các bạn phải điền giống y trên cái thẻ ngoại kiều của các bạn nhé. Thì sau khi điền xong ấy, thì các bạn ấn vào cái mục Hồng Jin Cạc Cư Ninh. Thì tại sao tài khoản của mình không ấn được? Bởi vì tài khoản của mình đã xác minh rồi nên là không thể ấn được nữa. Thì khi các bạn ấn vào thì mình nói các bạn hiểu đơn giản như là các bạn ấn vào nó sẽ hiện một số cái mục. Thì các bạn chọn cái thẻ Raizucado, nó sẽ ghi ở đó. Thì các bạn chọn vào rồi các bạn chụp ảnh mặt trước, mặt sau của cái thẻ đó, rồi các bạn ấn vào Cạc Cư Ninh. Thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái email khi mà họ xác nhận thành công. Thì các bạn chờ một vài phút là họ sẽ gửi lại cái email cho bạn, và họ sẽ thông báo là cái tài khoản của bạn đã được xác minh danh tính thành công, và nó sẽ được biểu thị bằng một cái huy hiệu giống như trên màn hình các bạn thấy. Nó sẽ biểu thị bằng một cái huy hiệu hình cái khiêng và có chữ V ở trong. Thì có nghĩa là với kèm một dòng chữ là Hồng Jin Cạc Cư Ninh Dự nhá, thì có nghĩa là tài khoản của bạn đã được xác minh thành công. Thì sau khi xác minh thành công thì các bạn tiếp tục gửi tin nhắn cho SKRD. Và mình có một cái lưu ý, đó là các bạn không trả lời ngay trong cái email của họ gửi đến cho các bạn nhé. Vì cái tỷ lệ họ hồi đáp rất là thấp. Thì các bạn soạn cho mình một cái tin mới. Ra soạn cho mình tin mới và gửi cho SKRD cái nội dung tin nhắn như trên màn hình các bạn thấy. Thì cái nội dung tin nhắn thì đơn giản là bạn ghi là tôi đã xác minh danh tính và đã được chấp thuận, thì hãy xóa bỏ cái hạn chế giúp tôi xin cảm ơn. Thì sau khi bạn soạn xong, các bạn gửi cho SKD thì các bạn đợi họ trả lời nhé. Họ trả lời cũng không lâu đâu. Bạn đợi họ trả lời xong thì cái tin nhắn của họ trả lời sẽ như thế này. Thì đây, họ sẽ trả lời đại khái là tài khoản của bạn đã được dỡ bỏ hạn chế, thì bây giờ bạn có thể tiếp tục mua hàng rồi. Thì toàn bộ cái nội dung của những cái phần tin nhắn để gửi cho SK đăng ấy, thì mình sẽ đều để ở dưới phần mô tả của video này. Thì các bạn hoàn toàn có thể vào và các bạn copy rồi các bạn dán vào trong cái phần nội dung email để gửi cho SK đăng. Thì đấy là toàn bộ cái hướng dẫn của mình về cái cách dỡ bỏ hạn chế để có thể mua hàng ở trên app SKRN. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một sub cũng như là một chia sẻ, và để lại cho mình một bình luận dấu vết ở trên kênh nhé, để kênh của mình được tăng cái tương tác hơn, cũng như là video của mình có thể được nhiều bạn biết đến hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.